Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Phụ nữ điều khiển ô tô mất lái lật ngửa bốn bánh lên trời. Sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 22 tháng 8, nữ tài xế tên DTX 40 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An điều khiển xe ô tô trên đường DT743 hướng từ quốc lộ 13 đi ngã tư 550. Khi gần đến trạm thu phí cầu ông bố thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An thì mất lái tông vào giải phân cách bằng bê tông. Tai nạn làm chiếc ô tô loạn choạng rồi lật nhào, phơi bụng lên trời. Nữ tài xế bên trong la hét cầu cứu. Ngay sau đó người dân đã tới hỗ trợ đưa nữ tài xế ra ngoài. May mắn nữ tài xế chỉ bị thương nhẹ. Thời điểm xe ô tô bị lật, các phương tiện khác kịp phát hiện né tránh nên không xảy ra tai nạn liên hoàn. Nhận thông tin, công an thành phố Thuận An có mặt xử lý hiện trường. Đến 14 giờ chiều 22 tháng 8, lực lượng chức năng thành phố thuận an tỉnh bình dương đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn và cẩu dời xe đi